Xin chào mọi người, hôm nay là thứ bảy, bây giờ là 9 giờ. Mình và Jaco đang đi xe đạp đến thư viện để lấy sách, mọi người để mượn sách. Thì sách này Jaco đã... Ôi, chó sủa. Sách này là Jaco đã kiểu đặt cho mọi người. Mượn á, mà lúc đó là có tới 15 người đang đợi, đang trong hàng xếp hàng để mà mượn, đến lượt mượn. Thì bây giờ đã đến lượt hai vợ chồng rồi. Hôm nay trời rất là trong xanh và đẹp luôn, nên là rất thích đi xe đạp. Cái thư viện này cũng gần nhà, giờ gió cũng không biết nói như vậy, chắc vào video mọi người sẽ nghe gió hơn là nghe tiếng của mình luôn quá. Có gì mọi người thông cảm nhé. Ở khu này mình ở là khu phố cây sôi á mọi người, nên là mọi người thấy ở hai bên đường có rất là nhiều cây sôi. Nhưng mà sôi bây giờ nó vẫn đang kiểu có trôi lá thôi, chứ nó chưa có lá. Hôm nay là ngày thứ bảy 22 tháng 4 2023. Nè, lá năm ngoái nó vẫn còn ở trên cây luôn chứ. Có gì đến thư viện mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Và buổi sáng mùa xuân đẹp trời mọi người ơi, chim hót mọi nơi khắp nơi luôn. Cái khu này rất là đẹp luôn, nên mình quay cho mọi người xem. Kiểu nhà rất là những cái màu này ấm á, đẹp. Chó ở bên này á mọi người, người ta đi vào những cái siêu thị thì không có được mang chó vào mọi người ạ, nên người ta phải để ở ngoài. Hoặc là có những cái nơi người ta không có cho mang chó vào. Ui 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 ui. Ui 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 ui. Xe buýt. Xe buýt, xe buýt khu mình là xe buýt màu cam, tức là nó sẽ kiểu xe với cái đường quan trọng á mọi người, tuyến đường quan trọng á. Nó chạy thường xuyên lắm. Mình nè, gần tới rồi hả cháu? Cô ta xa bù tan. Khu này rất là đẹp luôn. Khu này nhà đẹp, kiểu rất là hay ho. Mừng cái ban công nhỏ nhỏ xinh xinh nha. Cái hoa màu vàng đó là hoa của mùa xuân đó mọi người. Vậy là người ta sẽ mua nhiều trong cái dịp để phục sinh vừa rồi á. Thì nó là hoa của mùa xuân. Xuân đã về, xuân đã về. Thật là thích quá đi. Tới rồi mọi người. Kiriashito đây. Mình sẽ phải để xe đạp sẽ khóa lại. Một tay không khóa được nha. Đi vào cho. Giờ đi vào thôi. Ở đây có biển dơ nè. Hôm nay thứ bảy là 9 giờ mở cửa rồi đấy. Lần đầu tiên mình tới thư viện này hay sao ấy ta. Mình này. Ở đây có thể ngồi ăn uống này, có biển ngồi ăn uống. Wow. Thư viện này thì mình ở đây bên này mượn sách này kia miễn phí á mọi người. Không có phải đóng phí gì hết á. Đây là những cái máy để mà mình có thể quẹt cái mã vạch á để mình mượn. Có nhiều thứ tiếng này, tiếng Phần, tiếng Anh, tiếng Thụy Điển. Đó.
cho mình nhập vào. Joo, jos sulla olisi tosi paljon varauksia, niin se voisit tulostaa sen listana, mutta kyllä sen ton muista, koska se on 20. Joo, ja näin on missään aakkosissa täällä, mutta minä sen siellä. Teillä on kaikkea idemaa. Joo. Kiitos. Missä kuin niin näitä, kun koko ajan matkoida mun. Se on cái máy đầu kia là mình sẽ viết cái quyển sách này là nằm ở cái kế nào á, xong mình lấy được sách rồi thì mình sẽ tại đây. Dạ cô lâu rồi không có sai, quên phải bỏ thẻ vào. Rồi. Lại nào anh vào là mình xong. Mình có thể chọn cuối tiên là cái tơ phiếu biếu á mọi người, hoặc là sẽ qua bưu điện, cái này là qua email, hoặc là không cần cái in cái phiếu đó ra thì cô lấy cái bấm chọn cái phiếu. Đây mọi người, Vantaan kaupungin kirjasto. Mimmoinen kuin se näin. Cái này là mình chọn ngay mình phải trả là ngày 22 tháng 5. Là một tháng, hôm nay là ngày 22 tháng 4. Đó. Xong rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video. Như lấy là xong. Mình chia sẻ video ngắn hai vợ chồng cái hệ thống thư viện ở Phần Lan như thế nào thôi. Cảm ơn và hẹn gặp lại nha. Đây là khu sau của hai vợ chồng mọi người, khu sau của nhà mình nhá. Giờ mình về tới nhà rồi, mình sẽ để xe đạp lại đây. Mà giờ lỡ đi quá. Đi quá rồi. Phải đi lại một vòng. Tại vì một tay có điện thoại, một tay chạy cho nên là không có được ổn lắm mọi người. Nhưng mà hôm nay trời rất là đẹp luôn mọi người thấy không? Rất là trong xanh, không hề có đám mây nào luôn á. Ui, em bé về trước sân kìa, dễ thương chưa. Giờ mình dừng nha. Tạm biệt mọi người.